Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Chó Phú Quốc Vlog. Đây là đực giống của mình mới vừa nhập về nha, cu đen, được xanh là cu đen. Chó cặp mắt rất là đẹp ha. Đây là nhân tố của năm 2020 cho mình, sẽ là cho ra những con giống rất là đẹp nha anh em. Nếu anh em có nhu cầu mua con giống là hãy chờ đợi nhé. Mình mới nhập về được hơn một tuần từ trại của Luân Thanh Trần, trại lớn nhất Việt Nam. Cũng tốn khá tiền đấy. Cặp đôi này mình đang chuẩn bị muốn kết hợp này. Kết hợp cặp đôi này sẽ cho ra những con giống cực kỳ đẹp. Đợt lứa trước mình cho kết hợp với cu tèo con của cu đen, ra 8 con đều rất đẹp luôn. Và nhiều anh em đang sở hữu những con cái giống tuyệt vời từ cặp đôi đó. Và hy vọng qua năm sau sẽ có những con giống tiếp theo của những cặp đôi này. Đây anh em nhé, mặt hơi đen nhưng mà rất là chất, tai ke đẹp, tai ke đẹp, xoáy kiếm, cặp mắt cực kỳ chất luôn đấy, cặp mắt cực kỳ chất đấy. Đó, con cái này cũng vậy, cái vẹn rất đẹp. Hy vọng sẽ cho một cặp đôi hoàn hảo ha. Anh em có nhu cầu lấy giống khu vực miền Nam, mình ở Thủ Đức nhé, anh em có nhu cầu lấy giống thì liên hệ với mình, sẽ cho ra những con giống cực kỳ đẹp. Đấy. Đây là cái bầu. Cái bầu này sắp đẻ rồi, mới phối ứng được 30 ngày thôi. Hậu duệ cu tèo, cháu cu đen, cháu của con này. Đấy. Đối với con, với con của cu đen đang chờ đợi sẽ ra một cặp đôi đẹp hoàn hảo ha. Còn đây, đây thì giới thiệu với anh em mình còn một cái giống nữa nhé, lưỡi đen nhé. Lưỡi đen này, lưỡi đen này, anh em xem này, lưỡi đen đen thui luôn. Nếu anh em có nhu cầu mua cái giống về đúc giống, xoáy kiếm đẹp nhá, móm thắt bé xíu luôn, móm thắt bé xíu luôn, mắt hổ phách. Và một đực vàng, đực vàng giá sinh viên. Anh em có xem là nếu mà có nhu cầu mua thì alo cho mình. Đực vàng đây nhá, đực vàng. Cái bạch hổ này thì có anh chủ anh đặt cọc rồi, một anh khách đặt cọc rồi thì sẽ giao cho anh sớm thôi. Còn đây là, đây là chích hai mũi, tất cả đều chích hai mũi hết rồi. 20 này sẽ chích mũi 3. Chích mũi 3 xong là giao cho anh em được nhé. Đây đực vàng có cặp mắt cũng khá đẹp, mắt sách, viền đen đậm, lưỡi đốm. Còn cái vện này là lưỡi đen này, đây, anh xem đấy, đấy lưỡi đen đấy nhá, đen thui luôn. Đó, anh em xem này, lưỡi đen thui luôn nhá. Được vàng giá sinh viên, được vàng giá sinh viên nha anh em. Đây mình đang có hai cái bầu, một vện bầu này, một cái vàng bầu này, chuẩn bị sẽ lấy luôn, sẽ sinh thêm những bầy tiếp theo. Đây là đực vện 5 tháng nhá, xoáy kiếm, đấy, đuôi cần ngay chính giữa đấy anh em nhá. Đực vện xoáy kiếm, lưỡi đốm, đực vện hổ nhá. Anh em có nhu cầu mua đực vện giống thì alo cho mình nhá. Đấy, lưỡi đốm, mặt rất đẹp, vện đẹp luôn, mặt sáng sủa đấy. Vện hổ nhá anh em, body đẹp chuẩn, đuôi cung ngay chính giữa luôn, mắt xích, mắt rất đẹp nhá. Ok anh em nhá, nếu anh em có nhu cầu mua thì liên hệ với mình, số điện thoại mình có để bên dưới anh em xem nhá. À, thần kinh cực tốt luôn, đi chơi đi ốp đi cà phê cà pháo thì tuyệt vời luôn anh em nhá. Đực vện giống, đây là hai cái bầu và một cái bầu lưỡi đen xì luôn, cũng phối được 20 ngày rồi. Đây là cái vàng lưỡi đốm, chắc chắn có bầu luôn anh em xem. Đấy. À, đấy. Vú bắt đầu sai đấy, có thể là phối cũng gần 30 ngày rồi đấy, đấy, đấy. Đầu vú bắt đầu sai rồi, đó là dấu hiệu của chó bầu nhá. Đây anh em xem đây, đấy. Đực vàng, cái vện lưỡi đen đấy. Hiện tại bây giờ thì mình không còn nhiều con giống nữa anh em nhé, đang chờ đẻ thôi, mình chờ sinh bầy tiếp theo. À, cái vàng một cặp luôn,
đực vàng, cái vàng, đực vàng phía trong, cái vàng phía ngoài, mặt mũi rất đẹp nè, mắt xích đẹp quá trời đẹp luôn anh em. Hãy chơi những con chó chuẩn đẹp, đừng chơi tập nham nhé, hãy chơi những con chó chuẩn đẹp, cảm nhận cái vẻ đẹp của nó. Tiền anh em có thể kiếm ra được, nhưng mà chơi một con chó xấu là anh em chán rồi bỏ mất đam mê. À, đó, chó đẹp đây, ok anh em nhé, cực kỳ đẹp luôn. Đó, một cặp vàng 10 luôn nhé, một cặp vàng 10 nhé. Thôi ổn ạ, một cặp vàng 10. Đây là cái này, phung dáng tuyệt vời luôn. Đó, móng đen mà má bạc nữa, chuẩn không cần chỉnh nhé. Hậu duệ cháu của cu đen đó. Cháu của con đực này, cu con đực, con của con cu tèo mình bán rồi. À, cho anh em chứng ngưỡng lại con giống của mình tiếp nha. Đấy, chơi ít mà chất nha anh em. Đó, ít mà chất ha. Ok, cảm ơn anh em. Nếu anh em có nhu cầu mua con giống thì liên hệ với mình. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo anh em nhé. Alo. Dạ, nghe chú ơi. Dạ, ok chú. Dạ, không sao. Dạ, không.